Anh ấy có lẽ chán mối quan hệ, trốn tránh không dám gặp em. Bạn ghi là trốn tránh mà không dám gặp, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Anh ấy sống nội tâm, ít chia sẻ cảm xúc hay giấu trong lòng. Thì với tiếp người này em phải làm sao để anh ấy mở lòng? Cái problem của bạn chỗ này nè, bạn thấy trong cái câu bạn hỏi không, là bạn đang đi theo đuổi và cố gắng chinh phục người đàn ông. Nếu mà anh ta không chủ động thì chúng ta tàn hình luôn, chứ đừng có nói tới chuyện mà anh ta là người ít mở lòng, anh ta là tiếp người này tiếp người kia. Mình không có bao giờ bào chữa cho người đàn ông là cái tiếp người giống gì không cần biết. Anh không chủ động, anh không chinh phục thì dẹp, có vậy thôi, rất là đơn giản. Tại vì cái cơ cấu ở trong cái vũ trụ này áp dụng lên trên cái trái đất này, áp dụng vào cái sinh vật được đặt tên, được gọi là con người, tiếng Việt chúng ta gọi là con người, cái cơ cấu được đặt như thế này, là cái thằng cha đàn ông được tạo ra, ông có đầy đủ những cái đồ nghề, những cái dụng cụ, những cái cấu trúc về mặt sinh học để ông đi ông chinh phục. Và cái cô gái đó được tạo ra với đầy đủ những cái đồ nghề hữu hình và vô hình, những cái chức năng để là cái người quyến rũ cái người đàn ông để chinh phục cô ta. Ok, và nếu như đấng tạo hóa đã tạo ra theo cái hướng đó với những cái chức năng đó, thì cứ để việc nó xảy ra theo cái hướng tự nhiên thì mọi thứ nó sẽ khớp. Còn nếu như chúng ta nghĩ là để tôi, cuộc sống này là tôi xử lý hết, không có thượng đế, không có trần gì hết, tôi làm ngược lại hết. Mình đưa cho bạn ví dụ nha. Bạn leo lên cái tòa nhà mà cỡ chừng 20 tầng á, bạn nhảy xuống, bạn ra ngoài cái ban công á, bạn nhảy xuống, bạn thử coi cái quy luật trong cái vũ trụ này nó có áp dụng không. Bạn có nghĩ là tôi sẽ bay, tôi sẽ mọc cánh trên đường rớt xuống? No way. Chia buồn cùng bạn là bạn sẽ rớt thẳng xuống cho tới lúc bạn chạm một cái gì đó để nó giữ bạn lại không bị rớt tiếp nữa, bởi nó có cái gọi là trọng lực. Ok, thế thì trong cái vũ trụ này nó đã được cài đặt bởi những cái thứ đó, gọi là quy luật đó. Những cái thứ mà đấng tạo hóa đã đặt ra rồi, không đổi được đó. Không đổi được. Mà bây giờ chúng ta đòi chúng ta làm ngược lại thì bạn chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta nhảy? Có cái câu người ta mà trong cái mấy cái phim Hồng Kông ấy, nó chơi chơi với nhau là cãi thầy thì núi thì sao? Cãi thầy thì núi đè, đúng không? Còn cái này là chúng ta dám cãi cái đấng tạo hóa thì chúng ta bị còn hơn núi đè đó. Các bạn sẽ bị những cái nỗi đau mà nó không thể tưởng tượng được. Do đó ở đây quay lại, tại sao mà mình lại đem cái đó ra mình bê ra đây để trả lời cho bạn, là vì ở đây đó bạn đang tìm cách đi chinh phục người đàn ông, bạn đang muốn làm, bạn đang muốn chủ động để tấn công một người đàn ông trong khi anh ta đang là người không muốn. Thế nó mới khổ. Cái thằng cha nào đang muốn mình á, mình tấn công thằng cha đó đã đành là không nên rồi, bây giờ gặp thằng cha đã không muốn nói chuyện điện thoại, đã không có muốn nhắn tin rồi, thì lại nói là ồ tại anh sống khép kín. Em hiểu anh đó, anh sống khép kín cho nên em bây giờ em phải chủ động tìm cách em làm sao để anh mở lòng. Mở lòng cái gì? Anh ta không có yêu được mình thì đừng cưỡng cầu, chỉ có vậy thôi. Bạn đang tự lao vào cái con đường làm khổ bản thân mình. Cho nên đó cái lời khuyên của mình nha, và mình trả lời cho bạn nó với cái việc đưa cho bạn thấy cái quy luật để mà cho những bạn khác sau này coi những cái video livestream này, các bạn sẽ thấy được một điều đó, là nó có những cái mà trong cái lời khuyên của mình cho các bạn thực ra là nó dựa vào tất cả những quy luật về sinh học, tâm lý, về xã hội, về tự nhiên, về tài chính, tất cả những cái đó nó có những cái quy luật. Và tất cả những cái mình đưa cho các bạn không có gì ngoài cái việc là mình đưa cho các bạn những thứ mà nó nằm trong những cái quy luật đó, chỉ có vậy mà thôi. Đó là cái gọi là giáo dục đó. Đưa ra những cái kiến thức mà nó nằm ở trong cái quy luật nó đúng thì các bạn sẽ có kết quả. À ok, anh thấy em có ghi là 300 chữ đây ạ. À, mình muốn tại sao các bạn ghi, tại các bạn khi đưa cho mình câu hỏi á, cái thường nó cho khoảng chừng năm bốn năm dòng này, rồi nó có một cái chữ màu xanh nhỏ nhỏ, nó kêu là see more, có nghĩa là giống như xem thêm đó. Nếu bạn click vào đó cái nó sổ ra cho bạn, mà mình rất sợ là khi click vào một cái nó làm cái mình cuốn 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 cái màn hình, cái mình thấy nó vô tận đấy, mình chịu không nổi. Cái đó là mình không có thời gian mà, biết không? Cái đó là mình có đề nghị các bạn là nếu có đặt câu hỏi cho mình á, tối đa maximum
300 từ. Mình có ghi với một bạn cái câu đó là em cứ đặt câu hỏi đây em sẽ trả lời cho, nhưng mà gói nó lại đủ thôi, trong 300 từ, 300 từ là đủ các bạn. Cô ta đưa cho mình khoảng 600 từ, mình rất tiếc mình không trả lời, thế là mình buộc phải không trả lời. Thì nhiều khi bạn không hiểu tại sao, nhưng mà mình bây giờ không lẽ mình là phải ngồi mình viết lại lần nữa là em ơi 300 từ, anh ngồi anh đếm mất thời gian. Bạn phải đọc lại cái yêu cầu đó và thực hiện lại thôi. Ok, một bạn tên là Chloe. Anh ơi, ba em vừa qua ba lần gọi. Ba em vừa qua ba lần gọi cho anh ấy, chửi anh ấy vì những lời tâm sự của em với mẹ. Ba em muốn cưới hỏi đàng hoàng mới cho em đi ra với ảnh. Anh ấy gọi vào mắng em là con nít. Đem chuyện này đi kể cho ba mẹ em nghe. Em không hề làm chủ được chuyện này vì anh ấy cũng đang giúp cho gia đình em làm một số việc. Em không biết giải quyết chuyện này như thế nào cho hợp lý. Vừa có thể hóa giải chuyện này, vừa tăng lại cảm giác yêu và duy trì tình yêu của tụi em. Con cảm ơn anh. Anh đọc lại cái đoạn này cái. Anh thấy Chloe viết nhắc ra làm ba khúc. Đúng rồi. Anh ơi, ba em vừa gọi ba lần cho anh ấy, chửi anh ấy vì những lời tâm sự của em với mẹ. Tức là em nói chuyện với mẹ em. Ba em nghe, ba em gọi phải chửi anh. Ba em muốn cưới hỏi đàng hoàng mới cho em đi ra với ảnh. Đi ra là gì? Tức là sống 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 riêng, sống thử hả? Anh ấy gọi và mắng em là con nít. Đem chuyện này đi kể cho cha mẹ nghe. Em không hề làm chủ được chuyện này vì anh ấy cũng đang giúp cho gia đình em làm một số việc. Anh không biết được cái phần kia, tại anh cần một cái phần đầu quan trọng hơn. Tuy nhiên có vài cái có thể thấy được này. Anh ta giúp gia đình em làm một số việc. Cái này nó thể hiện với anh đó là anh thấy là anh ta đang thân với gia đình em. Mà anh nói thật nha, người đàn ông á, trừ khi anh ta cam kết hoặc là gần cam kết và gần cưới, anh ta không nên thân với gia đình em, không nên. Anh ta phải được giữ ở một cái khoảng cách mà mỗi lần anh ta gặp ba mẹ của em, anh ta phải có một cái mức độ kính trọng và nó có một cái cảm giác là mình, nó sợ thì nó không đúng, nhưng mà một cái cảm giác kính trọng và có cái sự kiêng nể, và đó mới là đúng cái cảm giác mà một cái người con rể mà sắp muốn cưới cái cô con gái và yêu cái cô con gái đó. Lúc đó nó mới đúng, có cái sự kiêng nể và sự kính trọng cao độ. Ở đây anh có cái cảm giác nha, như em tả là anh giúp gia đình em làm một số việc, nghe có vẻ như trong nhà anh ta có một cái quyền gì đó hơi lấn lướt ở đây, và cái điều này nó chỉ nói lên cái một cái cảm giác này nè, anh ta không có yêu em nhiều. Cái người đàn ông mà yêu cái cô gái, người ta có cái sự kiêng nể cha mẹ cô gái đó, cái gia đình cô gái ở một cái chừng mực mà người ta rất là khách sáo, rất là khách sáo, lại nhà chơi cũng rất là khách sáo, nói chuyện ra rất là kiêng nể nhường nhịn và thể hiện mình là cái người sẽ tôn trọng và chăm sóc cái cô con gái này. Ở đây anh có cảm giác là anh ta không có nằm đó, có nghĩa là cái quan hệ qua em mà anh ta nó không có đúng, nó chưa có nằm ở cái chừng mực đủ lớn. Đó là lý do tại sao ba em có cái sự tức giận. Anh nghĩ là vì anh ta rủ em làm một cái việc gì đó mà ba em không đồng ý, và như cái lời em nói thì anh đoán, anh nghĩ nó chắc khoảng 50-70% đúng hên xui thôi, là anh ta hình như muốn rủ em ra sống chung mà chưa cưới. Lý do tại sao vậy, anh đoán vậy là vì ba em có ghi nè, muốn cưới hỏi đàng hoàng mới cho em đi ra với ảnh. Anh đoán là anh muốn ra ở riêng. Ba anh thì nói là không phải cưới, tại vì cái điều đó là cái điều nó là một cái gì nó sỉ nhục cho ông già. Ông già làm sao chấp nhận, để thà không biết thì thôi, nhưng mà không thể nào để đứa con gái mà nó chủ động trước mặt mình mà nó đi ra nó ở với thằng khác, hiểu không? Đó là cái lý do tại sao ba em sự đối xử với anh ta như vậy. Còn anh ta thì lại vậy nè, anh ta lại quay lại nói em như con nít, đem chuyện này kể cho ba mẹ nghe. Có nghĩa là ở anh ta, anh cũng không thấy anh ta có sự tôn trọng em. Đó là một cái dấu hiệu nữa để mà anh đoán là giữa em và anh ta thực ra chưa có nên cưới đâu. Nếu mà mối quan hệ như vậy là anh không cưới, anh không chịu cưới. Nếu anh ta chưa có cái sự tôn trọng em tới cái mức mà đúng đó, không cưới, cưới về mốt ly dị nách hai đứa con đổ nợ. Có nghĩa là cái người này chưa chắc là em cưới cái người này nữa, chứ đừng có nói là thời gian. Anh biết là cái điều đó sẽ khó với em khi anh nói như vậy, tại vì em đã giao tình cảm rồi. Anh đoán là em đã giao tình cảm rồi. Nhưng mà anh nói thật á, nếu mà nói ở ngoài mà giống như mình nhìn vào mà mình khách quan được á, thì cái người đàn ông này hoàn toàn em chưa có nên lấy anh ta ở cái thời điểm này. Có cái dấu hiệu nó không an toàn, rất là không an toàn. Anh ta chưa có yêu em được, anh ta cũng có thể sẽ khó lòng mà yêu em được.
là vì anh ta đã có cái cảm giác nó nằm ở cái cảm giác gọi tạm gọi là lờn á, nó vô cái đường lờn này. Các bạn tưởng tượng đi, các bạn có bao giờ mà nó có cái nội cái ví dụ gì? Các bạn biết khi mà mình khắc một cái gì đó lên trên một cái khúc gỗ mà các bạn dùng lực, các bạn khắc một cái đường và các bạn lỡ khắc nó méo đi, các bạn lỡ khắc nó méo đi và các bạn bây giờ muốn khắc lại cho nó thẳng, thì các bạn thấy là cái lưỡi dao khi các bạn đè hồi nó lại có thiên hướng, nó lọt vô cái đường cũ. Cái ý anh dùng chữ lờ đây là nó đã lọt vào cái đường sai đó, nó đã động. Em muốn chỉnh lại nó khó lắm, nó dễ rồi. Một khi mà đã tới cái mức này anh đoán là nó đã khó rồi đó. Do đó là em nói là em phải xử lý chuyện này như thế nào cho hợp lý, vừa có thể hóa giải vừa tăng lại cảm giác yêu và duy trì tình yêu của tụi em. Nói thật nha, anh sẽ im lặng. Lý do tại sao anh im lặng là vì anh ta phải lên xin lỗi ba em. Thứ hai, anh ta phải làm một cái động tác để mà chủ động làm hòa với em, vì anh ta nói em như con nít, anh ta không có sự tôn trọng của em đủ lớn. Cái nữa là vì anh ta chưa có yêu em đủ lớn. Do đó nếu như mà cái anh đoán là đúng, tức là anh ta rủ em ra ở riêng thì tuyệt đối không đồng ý, chứ đừng có nói mà chuyện hỏi mẹ hay là xin cha, thậm chí chưa cưới luôn. Em nói với anh ta vậy để em thấy anh ta sẽ giống như là nó này em đang ngon rồi nha, anh ta sẽ bị sốc, anh ta sẽ bị khó chịu. Nhưng mà em sẽ thấy là em có cái cơ hội 5 ăn 5 thua ở đây, nếu em hành xử được em sẽ có cơ hội lắm. Tức là hoặc là anh ta sẽ tức giận, anh ta im lặng một tháng, anh ta không chơi nữa, anh ta quan hệ cô gái khác, em có thể mất anh ta luôn. Nhưng mà nó sẽ có nhiều khả năng nó cũng lọt tình huống này nè. Anh ta tức giận, anh ta cằn nhằn, nhưng mà em im lặng, em không có tương tác. Sau một thời gian anh ta bắt đầu nguội xuống, anh ta bắt đầu từ từ anh ta mò lại. Và khi anh ta mò lại có nghĩa là lúc đó anh ta đã chấp nhận cái con người mới của em rồi. Nếu như anh ta mò lại, và đó cái gọi là thử thách mà mình vẫn thường nói với các bạn mà anh ta phải vượt qua. Và anh ta thường, những người đàn ông người ta thường vượt qua được cái đó. Qua một cái thời gian đủ lâu, có người ngày, có người tháng, có người 6 tháng, 6 tháng thì bye bye luôn, người đàn ông khác lại tìm mình. Và đừng có sợ chuyện đó. Thì đó, nếu mà em làm được điều đó thì là cái nên làm nhất, chỉ sợ là em không làm nổi mà thôi. Thì đó là cái lời khuyên của anh á, mà làm theo cái hướng đó. Còn ở cái chừng mực tới cỡ nào phải không, cái đó tùy em. Nhưng mà nếu anh á là im lặng, và khi anh ta hỏi tại sao em im lặng, em nói là có nhiều điều em thấy là anh phải coi lại và điều chỉnh lại những cái đó. Anh ta mới hỏi điều chỉnh điều gì chẳng hạn, anh ta nói gì em muốn điều chỉnh điều gì, thì em mới nói là bây giờ tất cả những cái gì anh làm á, anh coi lại, sau đó rồi anh tự nói cho em biết là cái gì anh thấy là cần điều chỉnh vậy thôi. Làm gì làm, anh ta quay lại phải là có cái thái độ là ồ anh muốn sửa chữa, anh muốn điều chỉnh và anh chấp nhận cái điều mà em nói. Mà khi anh ta chấp nhận cái điều em nói là anh ta chấp nhận cái con người mới của em, và cái con người mới đó là chính là cái điểm khởi đầu của em trong cái việc xây lại cái cảm giác, và em nên thay đổi. Tại vì anh có nghĩ anh đoán anh dễ dãi. Ok,